Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Reaction. Lại video của chính bản thân mình. Ok bạn ơi, thì hôm nay bạn đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì đúng không? Thì hôm nay mình sẽ reaction lại cái bài Anh Hứa Là Yêu do chính bản thân mình sáng tác để tặng cho Sam nhân dịp kỷ niệm 2 năm yêu nhau bạn ơi. Thì mình nghĩ rằng là reaction lại video của chính bản thân mình thì nghe nó hơi mắc cười đúng không? Nhưng mà không sao, hôm nay mình reaction là để làm gì? Mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái chi tiết nào, những cái tình huống nào ở trong cái video Anh Hứa Là Yêu này mà các bạn gọi là không biết, hoặc là các bạn đã biết rồi, thì mình sẽ gọi là giải thích cho các bạn trong cái MV này nha. Ok, và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau reaction thế nào, let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau reaction nha các bạn nha. Mấy bạn thông cảm nha, buổi sáng mình mới ngủ dậy cho nên cái giọng của mình nghe nó hơi kỳ kỳ xíu. Ok rồi, reaction thôi. Thì đầu tiên á thì có rất nhiều bạn bảo rằng là đây là một cái MV đầy mùi cơm tó, đầy mùi cẩu lương mọi người ạ. Nhưng thật ra đâu phải đâu, cái này tôi chỉ là tôi viết một cái bài thật là đáng yêu, thật là dễ thương để tặng cho Sam thôi mà, chứ tôi đâu có ý là sẽ phát cơm chó miễn phí cho các bạn đâu. Ôi mấy bạn đừng nói vậy, tội nghiệp tôi lắm. Ok rồi, vào video thôi. Suốt đời, suốt đời. Rồi, ok. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Đây, đố với bạn nha. Thì đầu tiên nè, thì mình sẽ gọi là phân tích cho các bạn một số chỗ nha. Thì đầu tiên là mình đố với bạn là cái căn phòng mà mình đang ngồi hát cái bài nè. Mình đố với bạn căn phòng này là căn phòng của ai. À, nhìn cái căn phòng toàn là màu hồng như thế này thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? Mình sẽ cho các bạn 5 giây để comment nè. Đó, mấy bạn chỉ cần ghi lại phòng này phòng của ai nha. Ok, 5 4 3 2 một. Trời ơi, thôi chắc là mấy bạn khỏi cần comment luôn đi, tại vì mình nghĩ chắc mấy bạn cũng biết luôn rồi đúng không? Đó chính là căn phòng này là căn phòng của Simmy mọi người ạ. Đấy, bởi vì mấy bạn biết sao không? Là do là gọi là phòng của mình á với lại là phòng của Sam á thì gọi là không được gọi là đẹp cho lắm. Phòng của mình thì bạn coi nè, đây. Phòng của mình thì nó gọi là nó nam tính quá, nhìn nó mạnh mẽ quá thì nó không phù hợp với một cái bài nghe nó dễ thương như thế này, bạn hiểu không? Còn phòng của Sam á thì nuôi bé Cam, cho nên là khi mà mình quay á thì bé con bé Cam nó cứ chạy qua chạy lại, nó phá hoài à, cho nên mình không quay được. Bởi vậy cho nên mình phải mượn phòng của Simmy để quay mọi người ạ. À. Đấy. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra, muốn được bên em đến cuối cùng. Đấy, bạn nghe vô không? Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra đó. Mấy bạn thích ai, mấy bạn yêu ai, bạn thương ai thì bạn phải nói ra nha. Nhưng mà ông nào trên 18 tuổi thì mới được yêu nha. Dưới 18 tuổi thì đừng có yêu. Lo học đi. Yêu đương gì tầm lầy, trên 18 tuổi rồi hãy yêu, hiểu không? Đấy. Khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra, muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu quá dễ thương, mình thấy em xinh tỏ tình là chính, còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Đấy, mấy bạn có nghe gì không? Trong đây mình có ghi một cái câu là ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Có nghĩa là ở ngoài kia, ý của mình là ở ngoài kia có rất là nhiều những thằng con trai khác đẹp trai hơn mình nhiều, gọi là xoáy ca hơn mình nhiều. Nhưng mà bởi vì nó thấy rằng là Sam xinh cho nên nó mới gọi là tỏ tình thôi, hiểu không? Còn Phong thì sao? Còn anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Có nghĩa là còn Phong thì Phong thương Sam thật lòng cho nên là Phong mới thả thính. Hiểu không? Đấy, từng câu hát đều có ý nghĩa hết, bạn hiểu không? Đấy. Xa ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai vì thấy em xinh tỏ tình là chính, còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Và nếu em là công chúa bước ra từ cái gì vậy? Đây là một cái cảnh mọi người ạ. Đây là một cái cảnh mà gọi là mình tính rằng là mình sẽ làm theo kiểu là mình đang bới Sam á, sau đó mình sẽ lắc lư và mình hát mọi người ạ. Nhưng mà Sammy nặng quá mọi người ơi, Sammy đến tận gọi là Sammy cao hình như là 1m62 nè. Rồi Sammy còn nặng khoảng 50kg, không, 49kg, cũng gần 50 á. Cho nên là gọi là lúc mà mình bới Sam á thì mới đầu mình bới rất là bình thường nha. Nhưng mà đây là cái cảnh mà sâu á mọi người, thì mình càng lúc thì mình càng mỏi tay hơn, mình càng mệt hơn. Cho nên là cảnh này là cảnh fail, nhưng mà thôi mình thấy nó dễ thương quá cho nên mình cho vô luôn đó. Mày thấy không, mình gồng lên y hệt như là Son Goku. Gồng lên biến thành siêu Saiyan luôn nè. Là công
chúa bước ra từ xứ sở thần tiên, thì anh sẽ là hoàng tử đến bên em để thấy bình yên. Chuyện cổ tích về chàng hoàng tử và nàng công chúa xinh hương lọ lem, để hoàng tử bị mất trái tim và người đang giữ đây chính là em. À đúng rồi, có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, tại sao em nghe cái bài này em cảm giác nó giống như là bài gọi là Yêu Như Trẻ Con của anh B-Ray vậy. Thì mình sẽ nói thẳng luôn nha, chính là cái bài này là mình viết dựa trên cái ý tưởng từ cái bài Yêu Như Trẻ Con của anh B-Ray. Bởi vì mình khá là thích cái bài Yêu Như Trẻ Con, nghe nó rất là dễ thương. Bởi vậy cho nên là mình cũng muốn làm một bài rap nó phải dễ thương giống như vậy. Cho nên là mình dựa trên cái flow. Cái flow có nghĩa là cái nhịp các bạn. Cái nhịp, cái cách đọc rap thì mình dựa trên cái đó để mình gọi là mình viết một cái bài như vậy. Cho nên là hai cách, hai cái kiểu flow nó sẽ khá là giống nhau mọi người ạ. Đấy. Nhưng mà cái beat này thì mình là do mình nhờ một anh ấy tên là Witty Beat, thì mình nhờ anh ấy làm giùm cho mình. Cho nên là gọi là nó chỉ na ná giống nhau ở cái flow thôi nha các bạn, chứ không phải là mình lấy nhạc của anh B-Ray được kiểu. Cho nên là các bạn không lo là mình bị bản quyền hay gì đâu nha. Có mấy ông vô kêu là anh ơi, anh làm vậy khi nào anh B-Ray ảnh gọi là vượt bản quyền được cái kiểu mất video kiểu không? Không sao nha các bạn nha, các bạn yên tâm nha. Ok. Em là sao để thấy em cười nhờ, hoa hồng hay là điểm 10 nhờ, còn anh khi nào vui cười à, là khi hai. Thật ra cảnh này á là mình muốn quay, bởi vì các bạn biết sao, mình muốn hối lộ Simmy mọi người ạ. Tại vì đây là cái phòng của Simmy. Hôm đó mình với lại Sammy là quậy tung luôn cái phòng của Sim luôn. Trời ơi trời, cái gì mà gấu bông của Sim nè, rồi gọi là bàn máy tính nè, đổi kiểu búp bê rồi của Sim, mình đem ra mình quậy tùm lum la, mình để hết chỗ này chỗ kia. Cho nên là mình rất là sợ rằng là cái phòng của Sam nó sẽ trở thành một cái bãi chiến trường. Cho nên mình mới kêu rằng là Sim ơi, hay là bây giờ tôi có một cái cảnh này nè, bà vô bà quay chung đi đó, hiểu không? Chúng ta gọi là mượn phòng của người ta, chứ phải cho người ta thêm một cái vai rồi đó để ta quay chung, đúng không? Hiểu không? Đấy, cái đó người ta gọi là sự thông minh của Phong Cận. Ok. Ta về một nhà phải làm sao để em thấy nhớ những thứ tình cảm anh dành cho em không gì ấm áp như vậy. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, cái cảnh này là sao vậy? Sao tự nhiên chị Sim lại kiểu kiểu như vậy? Thật ra là mình đang tính gọi là kêu Sim là như thế này nè mọi người. Là cái đoạn này á là Sim sẽ kiểu như thế này nè. Kiểu đang đứng đúng không? Cái đầu mình quay mình nhìn Sim thì Sim sẽ kiểu hey! Xong cái mình sẽ edit cho Sim dần dần, Sim tàn hình đi. Nhưng mà ai dè đâu cái đoạn này. Cái đoạn này mình thấy Sam cười mọi người ạ. À. Đây mọi người xem. Một nhà phải làm sao để em thấy nhớ những thứ tình cảm anh dành cho em không gì ấm áp như giọng. Mọi người thấy Sam cười không? Thì mình thấy cái đoạn này Sam cười khá là dễ thương, cho nên mình thôi, mình không edit cho Sim biến mất nữa mà mình để cho Sim đó luôn. Bởi vì cái đoạn mình thấy khá là dễ thương, thấy hai chị em diễn rất là dễ thương luôn, cho nên mình quyết định mình để lại. Chứ thật ra cảnh này là Sim vừa làm như thế này nè là Sim sẽ biến mất, mọi người hiểu không? Đấy. Nhà phải làm sao để em thấy nhớ những thứ tình cảm anh dành cho em không gì ấm áp như giọng anh nói, thì để anh nói lại cho anh mà nghe là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra, muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta và sẽ bên em. Mấy bạn thấy cái điệu nhảy vừa rồi của Sim của Sammy, các bạn thấy đẹp không các bạn? Đây, đây là cái điệu nhảy mà sắp tới Sammy sẽ nhảy ở trên TikTok mọi người ạ. À. Đấy, thì mấy bạn nào mà muốn nhảy cái điệu nhảy này có thể gọi là học theo Sam để nhảy nha. Đây để mình thử coi, mình bắt chước thử xem. Là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra, muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Thì bọn mình sẽ gọi là làm thêm nhiều cái điều nhảy hơn, nhìn cho nó dễ thương hơn nữa. Còn cái đoạn này là Phong không biết nhảy gì hết. Sam kêu là Phong ơi, chẳng lẽ có một mình em nhảy, anh cũng phải lên nhảy luôn đi chứ. Sống đầu mình quyết định là mình sẽ nhảy, nhưng mà mình không biết nhảy gì hết. Thế là mình lên mình đứng mình lắc mông. Ông dịch ông kêu cái mông của mình nhìn thật là chất lượng. Đến cuối đời không muốn cách xa. Mấy bạn biết tại sao mà mình lại cầm nguyên cây đàn lên để mình gọi là hát nhảy vậy không? Đó, bạn biết sao không? Là bởi vì hôm đó mình muốn cái cảnh này nè, là mình với Sam sẽ kiểu quậy tung bừng lên, đó, quậy phá kiểu lên. Nhưng mà mình không nghĩ ra làm cách nào đi quậy hết, thế mình quyết định là mình sẽ cầm luôn cây đàn luôn. Mặc dù cây đàn người ta phải để trên bàn, người ta đánh thì mình cầm nó luôn. Đó. Phù thủy nhỏ trong cổ tích nàng tiên ca, thì anh sẽ tặng em chọn trái tim mà không cần đổi gì cả. Phận
Thì cái đoạn này các bạn, thì mình có một cái câu là: và nếu em là cô phù thủy nhỏ trong cổ tích nàng tiên cá đó, có nghĩa là nếu như Sammy mà là phù thủy á, thì mình sẽ tặng cho Sammy luôn trái tim của mình mà không cần đổi bất cứ gì hết đó. Nghe nó cơm tó chưa, nghe nó lãng mạn chưa. Các bạn có công nhận là cái bài này mình viết nghe nó khá là dễ thương đúng không? Bạn nào thấy dễ thương nhớ bình luận lại bên dưới nha. Cả phận con trai 12 bên nước sóng gió nó phủ hết cả đời trai. Nhưng một khi nhà đã có nóc thì dù hoàng tử cũng không thể cãi. Em ơi em có thể tìm đó. Trời, đoạn này thì mình thêm một cái câu vô là: nhưng một khi nhà đã có nóc thì dù hoàng tử cũng không thể cãi. Đó, nghe ghê không? Có nghĩa là hoàng tử mà gọi là một khi nhà đã có nóc rồi thì hoàng tử gọi là cũng không thể nào cãi lại được cái nóc nhà đâu nha các bạn. Con trai 12 bên nước sóng gió nó phủ hết cả đời trai. Nhưng một khi nhà đã có nóc thì dù hoàng tử cũng không thể cãi. Em ơi em có thể tìm ra được câu chuyện cổ tích nào khác hai ta. Có lẽ định mệnh nó đã sắp đặt từ khi hai ta đã được sinh ra. Mình nghĩ rằng là chắc các bạn nghe cái đoạn, những cái đoạn mà mình hát á, thì các bạn sẽ để ý rằng là mình nhắc cái từ công chúa và hoàng tử, phù thủy, cổ tích cái kiểu rất là nhiều luôn. Thì mấy bạn thấy cái bài này nghe nó giống như là một cái bài hát nói về hoàng tử và công chúa không? Thì mới đầu á, mình tính đặt tên cho cái bài hát này là Yêu Như Cổ Tích. Nhưng mà mình đã viết cái bài này dựa trên ý tưởng của bài Yêu Như Trẻ Con của anh B-Ray, mà bây giờ mình còn đặt tên là Yêu Như Cổ Tích nữa thì nó không khác gì là gọi là bắt chước quá lố mọi người đấy. Mặc dù là mình viết dựa trên ý tưởng gọi là từ cái bài đó của anh B-Ray, nhưng mà mình phải biết tôn trọng người ta nữa. Vậy cho nên là mình đã để gọi là cái gì ta, mình đã để link video Yêu Như Trẻ Con của anh B-Ray ở dưới phần mô tả rồi đấy. Nói chung là cái bài Yêu Như Trẻ Con của anh B-Ray gọi là tạo cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc và ý tưởng để viết ra được cái bài này đấy. Mình rất là thích cái bài đó. Nó đã sắp đặt từ khi hai ta đã được sinh ra, chắc là không một ai cản được. Chuyện cô tiên có được điều ước, và nếu như anh có điều ước thì điều anh ước là có em trước đó nha. Đó, biến ra Sammy mọi người ạ. Nếu như mà mình có điều ước thì mình sẽ ước một điều ước là có Sammy. Bạn nghe thấy lãng mạn chưa? Yêu lắm đó nha, anh ước là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Đây, cái đoạn này nè, sẽ có nhiều bạn. Yêu lắm đó nha. Sẽ có nhiều bạn nào mà gọi là tinh ý mà nghe được á, thì bạn mới cảm thấy được cái điều đặc biệt trong cái câu hát của mình. Đó là mình bình thường người ta hát là chẳng hạn như là anh hứa là yêu em suốt đời đúng không? Còn mình là mình sẽ kiểu anh hứa là yêu em suốt đời. Đó, mình sẽ không dùng từ hứa như người ta bình thường, mình sẽ kiểu anh hứa là yêu em suốt đời. Đó, mình muốn tạo cái điểm nhấn trong cái câu anh hứa là yêu đó, nghe cho nó đặc biệt tí đấy. Anh hứa là sẽ không nuốt lời. Ảo thuật đời không muốn cách xa. Đó, đến đoạn quẩy rồi đó mọi người chuẩn bị nghe coi cái đoạn quẩy tưng bừng. Bài nhạc à mọi người ạ. Thì thật ra mình cảm thấy rất là vui khi mà viết ra được một cái bài nhạc khá là hay thế này. Có nhiều bạn bảo mình là anh ơi, cái này có phải là parody từ cái bài nhạc Yêu Như Trẻ Con không? Thì mình sẽ nói luôn là cái bài này không phải là parody nha, mà là cái bài này là mình viết dựa trên ý tưởng của bài Yêu Như Trẻ Con thôi, chứ không phải là parody nha mọi người. Parody là người ta sẽ chế lại cái lời của cái bài đó và người ta sẽ lấy luôn cái nhạc của cái bài đó để viết luôn. Còn mình thì mình chỉ dựa trên ý tưởng đó thôi.
mình sẽ dựa trên cái ý tưởng từ cái bài yêu trẻ con, cái sự dễ thương trong cái bài đó, cái flow trong cái bài đó, sau đó là mình sẽ tự viết lời, mình sẽ tự viết lời ra. Và cái nhạc của cái bài này á thì là do anh QTBIP ảnh gọi là ảnh viết ra cho mình, ảnh gọi là ảnh mix ra cho mình luôn đấy. Cho nên là cái này không phải gọi là parody nha mọi người, mà cái này sẽ gọi là một cái sản phẩm, cũng là sản phẩm âm nhạc nhưng mà được viết dựa trên ý tưởng của bài yêu như trẻ con đấy. Thì mình có để link gọi là bài yêu như trẻ con ở bên dưới phần mô tả rồi, cho nên là mấy bạn cũng yên tâm nha. Ok rồi, và cảm ơn anh em đã xem video này, và mấy bạn thấy cái bài gọi là yêu mấy bạn thấy bài anh hứa là yêu này của mình, các bạn thấy có dễ thương không nào, và các bạn có thấy thích cái bài này không, mấy bạn có muốn Phong viết thêm nhiều những cái bài hát khác để tặng cho Sammy hay không, thì bạn hãy nhớ bình luận cho Phong biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy đăng ký ủng hộ cho Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những video reaction hoặc là những video âm nhạc sắp tới của Phong, những bài nhạc rap cực kỳ dễ thương sắp tới Phong sẽ viết cho mọi người nghe nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều.